Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ hai ngày 26 tháng 8 năm 2024. Thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người luôn đánh giá cao vai trò, nhiệm vụ của ngành y tế trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Theo Bác, người thầy thuốc phải vừa có đức, vừa phải có tài. Học tập và làm theo lời Bác căn dặn rằng đội ngũ thầy thuốc cần thường xuyên học tập nghiên cứu để luôn luôn tiến bộ. Bác sĩ Lê Thành Vân, Phó Giám đốc Bệnh viện Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều năm qua luôn nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, vừa thực hiện tốt sứ mệnh chăm sóc cho bệnh nhân, vừa đóng góp nhiều sáng kiến giá trị cho đơn vị. Hiểu rõ công cuộc chuyển đổi số là cần thiết trong ngành y tế trong giai đoạn phát triển như hiện nay, bác sĩ Lê Thành Vân, Phó Giám đốc Bệnh viện Quận 1 cùng các cộng sự đã mày mò nghiên cứu, xây dựng các phần mềm như phần mềm giám sát tuân thủ phác đồ điều trị, phần mềm quản lý khám sức khỏe lái xe liên thông với cổng dữ liệu Bộ Y tế để tích hợp vào hệ thống bệnh viện. Đặc biệt, dựa theo nhu cầu thực tế và quyết định số 5948 của Bộ Y tế năm 2021, vừa áp dụng chuyên môn, vừa nghiên cứu thêm về công nghệ thông tin, bác sĩ Lê Thanh Vân cũng là đồng sáng kiến của phần mềm cảnh báo chỉ định trùng cận lâm sàng, giúp ích cho cả bác sĩ và bệnh nhân. Một bác sĩ ngồi tại phòng khám cho thuốc, nhưng mà một bác sĩ ở phòng khác cho loại thuốc khác. Hai thuốc đó nó có tương tác với nhau. Như thế thì rất là phiền hà cho người bệnh khi mà qua dược sĩ dược thuốc thì thấy là tương tác thuốc, phải người bệnh phải quay trở lại để đổi thuốc, hoặc là trùng chỉ định cận lâm sàng là phải xóa tất cả chỉ định trùng đó đi. Thì tôi cũng quyết định là xây dựng tiếp tục cái cảnh báo tương tác thuốc trên phần mềm, cảnh báo trùng chỉ định cận lâm sàng, giúp ích cho bác sĩ rất nhiều. Khi mà có cái quyết định ban hành như vậy thì cũng có trao đổi và xin ý kiến từ bác, và như vậy thì bác cũng sẽ xem xét cái đó và cũng có cái chỉ đạo từ cái bộ phận công nghệ thông tin của mình. Nó là để làm sao để mình có thể mình thiết lập được, đưa lên trên cái hệ thống phần mềm mình đang có, mình nhập liệu và mình được áp dụng sớm nhất. Việc học tập và làm theo Bác Hồ luôn được bác sĩ Vân nói riêng, toàn thể ban giám đốc bệnh viện nói chung quan tâm và lan tỏa đến toàn thể nhân viên y tế. Trong đó, nghề y là một nghề cao quý, như Bác Hồ đã căn dặn, lương y phải như từ mẫu. Đối với bệnh nhân thì phải coi như người thân của mình, ha, coi họ đau đớn như mình đau đớn. Làm sao để điều trị cho bệnh nhân khỏi bệnh, đó là niềm vui của bác sĩ. Ở bệnh viện quận 1, các anh chị rất là đồng thuận và được cái sự đoàn kết cao trong việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban lãnh đạo, các trưởng khoa cũng như ban giám đốc, cấp ủy là luôn luôn phải làm tấm gương, phải là gương mẫu trong cái công việc để từ đó lan tỏa đến toàn thể đảng viên cũng như toàn thể nhân viên y tế tại bệnh viện. Cấp ủy, ban giám đốc đã chủ động chỉ đạo, tuyên truyền cho toàn thể nhân viên bệnh viện xem cái cuộc học tập và vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một cái việc làm phải là liên tục, thường xuyên. Đối với bác sĩ Vân là một phó giám đốc chuyên môn thì bác cũng hỗ trợ về công tác chuyên môn rất là nhiều, về công tác điều dưỡng. Bác đã thường xuyên chỉ đạo, tập huấn cũng như là có những cái ý kiến để góp phần cho công tác chăm sóc người bệnh ở bệnh viện đạt kết quả tốt hơn. Về đoàn thể thì bác cũng chỉ đạo rất là sát sao. Có những cái gì mà liên đoàn quận 1 mà triển khai xuống đó là bác đều triển khai cho bên công đoàn cơ sở bệnh viện quận 1 thực hiện, và thực hiện rất là tất cả các phong trào là đều hoạt động hết. Cái công của bác Vân cũng là rất lớn để góp phần xây dựng cho công đoàn cơ sở bệnh viện quận 1 vững mạnh. Đối với bác sĩ Lê Thanh Vân, dù hiện nay cơ sở vật chất tại bệnh viện quận 1 đã dần xuống cấp, nhưng đã làm ngành y, dù công tác ở đâu cũng sẽ có khó khăn riêng. Vì quan trọng là làm sao nỗ lực đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh và đời sống của nhân viên y tế bệnh viện, góp phần chung vào xây dựng phát triển ngành y tế hiện đại, phục vụ tốt và tạo niềm tin với người dân như bác Hồ hằng mong mỏi. Thành phố Thủ Đức đã tổ chức hội thi tìm hiểu 55 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969 năm 2024 và nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đội ngũ cán bộ đảng viên nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong học tập, thực thi công vụ, tuyên truyền giáo dục và nhân rộng các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
cũng như thiết thực tổ chức thực hiện chủ đề năm 2024, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh, tập trung thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và nghị quyết 98 của Quốc hội. Ghi nhận tại phường Hiệp Bình Chánh, có 19 đội đại diện cho 60 chi bộ trong toàn đảng bộ được thành lập để tham gia hội thi. Với tâm thế của người đi thi cũng như tâm thế của người là muốn học về Bác nhiều điều, nên là kể cả các đảng viên, đoàn viên, hội viên cũng đến với không khí rất là hào hứng, sôi nổi. Và trong cuộc thi thì cũng có người được, người không, nhưng mà chúng ta đều cố gắng hết là vì tấm lòng với Bác. Là một cái đợt tuyên truyền sâu rộng giúp cho các đơn vị có cơ hội để nhìn lại cái việc thực hiện di chúc của Bác Hồ. Tất cả các đơn vị dự thi, trong đó có trường trung học cơ sở Ngô Chí Quốc của chúng tôi, rất là phấn khởi và chuẩn bị rất là chu đáo cho hội thi. Đơn vị chúng tôi cũng có khoảng hơn 50 thầy cô giáo cùng tham gia vào các phần thi như là thi kiến thức, thi văn nghệ. Hội thi cũng góp phần tạo điều kiện cho các đội dự thi được giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tối qua, lễ bế mạc chương trình Những Ngày Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, khép lại 3 ngày tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa. Sau 3 ngày tổ chức, chương trình đã mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa, hấp dẫn, ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân và du khách. Có thể kể đến như triển lãm ảnh, tự hào Hà Nội, kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, các hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực, thể thao, triển lãm giới thiệu di tích, di vật thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan. Lễ bế mạc đã diễn ra với nhiều nét độc đáo, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân thành phố. Bằng hình ảnh tà áo dài cách tân, các tiết mục đã giới thiệu về bản sắc văn hóa, con người Hà Nội, hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Qua các phóng sự, tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình nghệ thuật tái hiện chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc, bắt đầu từ tình yêu, sự tự hào và niềm kiêu hãnh của người Hà Nội nói riêng, người Việt Nam nói chung. Chương trình Những Ngày Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người dân và du khách, góp phần thể hiện rõ ý nghĩa, mối quan hệ hợp tác toàn diện, làm sâu sắc thêm hiểu biết, thấm đậm, tình cảm, tình đoàn kết gắn bó nghĩa tình giữa đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai thành phố. Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh HUBA sẽ tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và cuộc bình chọn Doanh nghiệp Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2024. Chuỗi hoạt động nhằm hiện thực hóa khẩu hiệu Doanh nghiệp nỗ lực đồng hành cùng thành phố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trọng tâm là diễn đàn kinh tế thành phố lần năm đang diễn ra với chủ đề Chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững Thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, lễ tôn vinh danh hiệu Doanh nghiệp xanh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 8, sau đó ngày 11 tháng 10 sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, lễ tôn vinh danh hiệu Doanh nghiệp Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2024 và trao bằng khen Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Giải thưởng tôn vinh những doanh nghiệp và doanh nhân có thành tích xuất sắc, chấp hành tốt các chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là chương trình xúc tiến thương mại gồm hội chợ triển lãm tôn vinh hàng Việt, chương trình kết nối B2B giữa doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành phía Nam. Chương trình Caravan xúc tiến thương mại cũng sẽ diễn ra trong quý 3 và quý 4 năm nay để hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại. Năm nay, HUBA sẽ bổ sung nội dung chiến lược chương trình phát triển dài hạn hướng tới phát triển bền vững vào thang điểm, phản ánh đúng tình trạng thực tế của doanh nghiệp những năm qua, khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ mới và mạnh dạn tìm kiếm cơ hội đầu tư vào thị trường mới để phát triển bền vững. Ngay khi nghị quyết 98 được thông qua, nội dung đầu tiên được triển khai là bố trí vốn đầu tư công cho chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công bổ sung trong năm 2024 thời gian qua tại thành phố đạt được kết quả khả quan. Ngay từ cuối tháng 6, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân 100% số tiền 998 tỷ đồng cho hơn 13.000 lượt vay thuộc chương trình giảm nghèo bền vững, trong đó có 993 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hơn 12.000 lượt lao động vay giải quyết việc làm. Nhà đông con không có điều kiện để đầu tư máy may theo nghề, chị Thình phải bươn chải đủ mọi công việc, nhưng cuộc sống gia đình vẫn bấp bênh. Cơ may khi chị được tiếp cận với chính sách vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh,
từ đó có vốn đầu tư máy móc chủ lực để kiếm kế sinh nhai, cuộc sống dần đi vào ổn định. Cái vay vốn là tôi muốn mua máy may về, tôi may có hàng nhiều đỡ có thu nhập để lo cho con đi học, sửa nhà lại khang trang hơn. Cũng giống như chị Thình, giờ đây ông Trần Bá Thành cũng từng bước vươn lên nhờ được tiếp sức bởi nguồn vốn chính sách. Những vuông cá cảnh của gia đình ông cũng ngày càng được nhân rộng, không còn cảnh sản xuất nuôi trồng theo kiểu chấp vá, thiếu trước hụt sau như trước đây. Tôi nuôi cá thì phải đầu tư hồ, lưới này kia, mà bây giờ vốn nó ít quá không đủ. Vay ngân hàng bình thường mà không có tài sản thế chấp thì nó cũng khó, đó. Và lãi suất nó sẽ cao hơn. Đó. Còn nhờ cái ngân hàng chính sách xã hội thì cái lãi suất nó thấp hơn. Lãi vay 6% trên một năm, kéo dài trong 10 năm. Mỗi tháng, người vay chỉ trả lãi khoảng trên 500.000 đồng, tích lũy tiền gửi tiết kiệm để trả nợ gốc tối đa 2 triệu đồng trên một tháng. Phối hợp cùng với lại các ban ngành đoàn thể, ủy ban lên kế hoạch phân bổ chỉ tiêu hợp lý cho từng địa bàn phường và sau đó là sẽ đưa về cho khu phố và cùng với các tổ vay vốn để tuyên truyền cho bà con biết được cái chính sách và bà con nào có nhu cầu thì tiếp cận. Trong khi kế hoạch năm 2025 thì chúng tôi sẽ giải ngân khoảng 2.500 cho đến khoảng 2.900 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ chương trình giảm nghèo bền vững. Trong đó chủ lực là sẽ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay các cái đối tượng vay vốn để giải quyết việc làm và cho vay các cái chương trình tín dụng chính sách xã hội khác. Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung cho vay hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm, cho vay sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện tốt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được giao, bảo đảm cho vay đúng đối tượng, kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất của các hộ nghèo và người lao động. Bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Với tinh thần mỗi người một tay cùng nhau san sẻ với những người yếu thế, nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, trong đó có thể nhắc đến là ngày hoạt động Ngày hội An sinh. Các hoạt động tại ngày hội không chỉ góp phần cải thiện mức sống mà còn khích lệ động viên tinh thần người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Trong lần đầu tiên tham gia Ngày hội An sinh, không chỉ được tư vấn thăm khám sức khỏe, mà ông Võ Văn Tư còn nhận được những phần quà là nhu yếu phẩm từ ban tổ chức. Không chỉ cảm nhận được sự quan tâm từ chính quyền địa phương, mà đây còn là sự động viên dành cho ông để vượt qua khó khăn. Lần thứ nhất là coi như nhận quà của năm nay, giờ coi như thấy cảm thấy cái phần quà này cho thiết thực cho các hội viên và coi như hội nhân dân nghèo. Giờ dùng thì coi như cho khoảng trong một tháng. Tổ chức giúp đỡ dân dân thì tổ chức mỗi năm một lần là tốt lắm rồi. Cùng với các gian hàng không đồng tham gia vào ngày hội an sinh, người dân còn được tham gia các hoạt động thiết thực như khám, phát thuốc, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, trải nghiệm các gian hàng không đồng, trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ, học bổng khuyến học khuyến tài. Em sẽ dùng số tiền này trong năm học tới để chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ, để đóng tiền học để hoàn chương mới bước vào lớp 10. Dạ, em sẽ cố gắng chăm chỉ học hành hơn để không phụ lòng những cô chú đã tặng mình. Em cũng muốn cái học bổng này được lan tỏa nhiều hơn đến các bạn, tiếp cận nhiều hơn với những bạn khó khăn hơn nhiều. Qua cái đợt vận động quỹ vì người nghèo đợt 2 năm 2024 thì ban vận động quỹ người nghèo của phường 12 cũng nhận được sự đóng góp của trên 140 triệu đồng để chăm lo sửa chữa một căn nhà tình thương, chăm lo học bổng Nguyễn Hữu Thọ 23 suất với hơn 47 triệu đồng và 50 suất kinh phí dụng cụ học tập 25 triệu đồng. Thì qua cái đợt ngày hội ngày hôm nay chia sẻ tinh thần là lá lành đùm lá rách quà của người dân trên địa bàn phường. Có thể khẳng định những hoạt động thiết thực tại ngày hội an sinh đã lan tỏa sâu rộng, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, qua đó góp phần cùng cả hệ thống thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp cùng với Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo tổ chức đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu cho cán bộ công nhân công ty bột mì Bình Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo sẽ tiến hành đào tạo, tập huấn sơ cấp cứu cho 50 cán bộ công nhân viên công ty bột mì Bình Đông
với những kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản khi gặp tai nạn thương tích như cách tiếp cận đánh giá bệnh nhân, cầm máu, cố định xương gãy, bỏng, giật điện, dị vật đường thở, ngộ độc, say nắng, đột quỵ. Các học viên sẽ được học lý thuyết và thực hành xử lý các tình huống ngay tại chỗ. Với cái việc mà kết hợp với Hội đoàn Trục Đỏ thì cái việc mà an toàn này là gần như tôi sẽ đạt được như kỳ vọng, để đảm bảo cho 100% người công nhân và những người lao động là cũng phải am hiểu về vấn đề sơ cấp cứu. Thực hiện cái chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam là đến năm 2030 là sẽ tập huấn ở 15 tỉnh thành và 10 tổng công ty và tập đoàn trong cả nước về tập huấn sơ cấp cứu, và phấn đấu là đến năm 2040 là cơ bản là sẽ tập huấn đến mọi tầng lớp nhân dân về kỹ năng và kiến thức sơ cấp cứu, và phấn đấu là đạt 2% dân số Việt Nam có kiến thức kỹ năng về sơ cấp cứu. Công tác sơ cấp cứu tại cộng đồng có vai trò tiên quyết trong việc cứu sống tính mạng và nâng cao khả năng phục hồi của nạn nhân sau này, góp phần hạn chế tỷ lệ tử vong. Với tiêu chí làm việc bằng tấm lòng nhân ái, tinh thần sẵn sàng giúp đỡ những người bị nạn ngay trong gia đình, nơi làm việc, trên đường hay bất cứ đâu, mỗi người có kỹ năng sơ cấp cứu sẽ giúp ích rất lớn trong việc xây dựng một xã hội khỏe mạnh và an toàn. Chương trình âm nhạc ra mắt dự án Thương và An với tên gọi Thương đủ an đầy vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện nghệ thuật đa thể loại từ nhạc, kịch lẫn mỹ thuật nhằm giúp công chúng tăng cường hiểu biết về chứng rối loạn phổ tự kỷ, yêu thương trẻ đang mắc phải và cùng chung tay giúp sức nâng đỡ cho trẻ được hướng nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống. Chương trình đã truyền tải trọn vẹn được năng lượng tích cực từ các bài hát, từ hoạt cảnh và cả các bức tranh. Qua đó, động viên tinh thần các phụ huynh có con em là trẻ tự kỷ sẽ đón nhận và vượt qua những khó khăn một cách lạc quan để có thể giúp được những bạn nhỏ tự kỷ phát triển tốt nhất. Qua đó, giới thiệu dự án Thương và An không chỉ giúp thế giới trẻ tự kỷ và thế giới số đông chạm vào nhau, hòa nhập cùng nhau, hướng dẫn trẻ phát huy sở trường, tạo ra được thu nhập cho bản thân, chính là đích đến của dự án này. Dự án Thương và An là dự án mang tính phục sự xã hội. Chúng tôi mà muốn đem đến cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ những cơ hội được sống vui trong cộng đồng, đồng thời được tỏa sáng bằng những tài năng tiềm ẩn của chính mình. Chúng tôi tiếp cận xã hội bằng những hình thức dễ chấp nhận nhất như phim ảnh, âm nhạc, những đoạn video ngắn. Đồng thời chúng tôi tạo ra cơ hội để cho các bạn rối loạn phổ tự kỷ được thử sức qua mỹ thuật, thủ công và âm nhạc. Chúng tôi muốn chia sẻ về dự án Thương và An, đó là một dự án song sinh, bởi vì Thương là một dự án truyền thông trên mạng xã hội để mọi người có cơ hội được tiếp xúc với những kiến thức đúng, hiểu đúng hơn về thế nào là hội chứng rối loạn phổ tự kỷ. Còn An, đó là một ngôi trường, đó là một dự án hữu hình. Ngôi trường đó sẽ là nơi vừa chăm sóc, vừa là không gian cho các em có thể giao lưu sinh hoạt cùng nhau. Và nhiều hơn nữa là chúng tôi sẽ tạo ra cơ hội để cho các em có thể phát triển được những cái kỹ năng của riêng từng em, để sau này các em có thể làm ra được những cái sản phẩm có thể mang về nguồn thu nhập chủ động cho các em, góp phần đóng góp giá trị cũng như cống hiến cho xã hội. Ban tổ chức đã công bố tuyển sinh cho trường An, nơi trẻ tự kỷ được học văn hóa, học kỹ năng sống thông qua hoạt động vui chơi, học mỹ thuật và thủ công, phát triển tài năng riêng để tạo việc làm trong tương lai. Trường An tuyển sinh đầu tháng 9 năm 2024, mục đích cuối cùng là tạo ra nghề nghiệp, mang lại thu nhập cho trẻ tự kỷ. Thưa quý vị, từ đầu tháng 6 thực hiện nghị quyết số 07 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố đã áp dụng mức thu lệ phí 0 đồng với 98 loại hồ sơ thủ tục hành chính, áp dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần. Đây là nội dung quan trọng trong kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 cũng như thực hiện nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu của chính sách là nhằm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia tạo thói quen sử dụng các hình thức giao dịch trực tuyến,
khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn. Cụ thể, có 98 thủ tục hành chính ở 4 nhóm sẽ thu phí 0 đồng, gồm lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp giấy phép cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, lệ phí cấp giấy phép xây dựng, lệ phí đăng ký kinh doanh. Trong đó, 41 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp quận, huyện, thành phố Thủ Đức, 14 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp phường, xã, 40 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp sở. Việc thu phí 0 đồng được áp dụng từ ngày 29 tháng 5 năm 2024 đến hết năm 2025. Hiện nay, các mô hình trường quốc tế, chương trình liên kết nước ngoài đối với giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học không chỉ tăng nhanh về số lượng mà còn ngày càng đa dạng về hình thức, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người dân. Tuy nhiên, dù mang mác quốc tế nhưng thượng vàng thì chưa được kiểm định, trong khi hạ cám đã rất rõ. Nhiều chuyên gia nhận định đang có tình trạng loạn quảng cáo trên trang web của các trường ngoài công lập. Phụ huynh nếu không tỉnh táo, không kiểm chứng thông tin thì rất dễ bị choáng ngợp trước những thông tin do các trường tự giới thiệu. Để chấn chỉnh tình trạng này, cần sự phối hợp giữa Sở Thông tin Truyền thông và Sở Giáo dục Đào tạo, vì ngành giáo dục không có thẩm quyền xử phạt hành vi quảng cáo thông tin sai lệch tại các trang web của trường học. Trên thế giới, các bộ trưởng và quan chức trong chính phủ Lâm thời Liên bang đã tổ chức họp khẩn vào hôm qua 25 tháng 8 tại Beirut sau các cuộc tấn công bằng tên lửa giữa Israel và lực lượng Hezbollah. Phát biểu sau phiên họp, Bộ trưởng Kinh tế lâm thời Amin Salam cho biết tình hình phụ thuộc vào kết quả đàm phán ngừng bắn ở Cairo. Trước đó, vào sáng ngày 25 tháng 8, theo giờ địa phương, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu tại Liban để ngăn chặn các cuộc tấn công quy mô lớn của Hezbollah nhằm vào lãnh thổ Israel. Phản ứng ngay sau đó, phong trào Hezbollah tuyên bố bắt đầu tấn công quy mô lớn nhằm vào Israel với hơn 320 loạt rocket và nhiều thiết bị bay không người lái. Hezbollah cũng nói rõ đang trong tình trạng sẵn sàng cao và sẽ có hình phạt nghiêm khắc nếu có dân thường ở Liban bị thương. Đến thời điểm hiện tại, Hezbollah tuyên bố chưa có kế hoạch tấn công thêm và Bộ trưởng Ngoại giao Israel cho biết nước này không muốn một cuộc chiến tổng lực. Liên Hợp Quốc đã bày tỏ lo ngại, đồng thời kêu gọi tất cả các bên ngừng bắn, kiềm chế và không leo thang căng thẳng. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ai Cập ra tuyên bố cảnh báo về nguy cơ hình thành một cuộc xung đột mới tại Liban. Ngày 25 tháng 8, hàng triệu tín đồ Hồi giáo dòng Shiite đã tập trung tại thánh địa Kabbala ở Iraq để dự lễ Arbaen. Các tình nguyện viên đứng dọc theo con đường dài 113 km ở thủ đô Baghdad để cung cấp thực phẩm và nước uống cho người hành hương. Tại Kabbala, những người hành hương đã tập trung làm lễ cầu nguyện bên ngoài thánh đường Al-Abbad. Họ cũng tham gia một lễ rất lớn. Lễ Arbaen là sự kiện thường niên quan trọng của các tín đồ Hồi giáo dòng Shiite. Đây là ngày lễ tưởng nhớ Imam Hussein, cháu trai của nhà tiên tri Muhammad. Hussein bị sát hại vào năm 680 sau Công nguyên trên vùng đồng bằng Karbala trong một trận chiến. Các hoạt động mừng lễ Arbaen cũng diễn ra tại thủ đô Tehran của Iran. Các tín đồ Hồi giáo đã thể hiện tinh thần đoàn kết và chia sẻ nỗi buồn với người Palestine ở dải Gaza. Sau khi ghi nhận hai ca nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ trong tuần qua, Malawi, quốc gia ở Đông Nam Châu Phi đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại tất cả các cửa khẩu trên toàn quốc. Đến nay, Malawi là một trong số ít quốc gia châu Phi chưa ghi nhận đợt bùng phát lớn. Du khách đến Malawi tại các sân bay và cửa khẩu sẽ được sàng lọc và xét nghiệm. Đây được xem là tuyến phòng thủ đầu tiên để sớm phát hiện các trường hợp nghi nhiễm. Hai ca nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ tại nước này gồm một người đàn ông 31 tuổi đang được điều trị tại bệnh viện và một thiếu niên 17 tuổi đang được chăm sóc ở nhà. Tuy nhiên, chính phủ cho biết họ đã lên kế hoạch cho kịch bản xấu nhất. Bộ Y tế Malawi đã thiết lập một đơn vị chẩn đoán di động tại thủ đô Lilongwe. Ngoài ra, nhà chức trách đang tìm cách nâng cao nhận thức của người dân về dịch bệnh thông qua mạng lưới cộng đồng y tế. Bộ Y tế Malawi nói thêm hiện đã có vaccine đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, loại vaccine này chỉ được tiêm cho những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao nhất. Ngày 25 tháng 8, lãnh đạo huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cho biết, trước tình hình mưa lớn liên tục kéo dài, nguy cơ xảy ra sạt lở tại một số địa phương là rất cao. Đặc biệt tại thôn Thiên Hương, thị trấn Đồng Văn, tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứng, sụt lún, có nguy cơ xảy ra sạt lở. Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức di dời khẩn cấp 14 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao. Thôn Thiên Hương, thị trấn Đồng Văn có tổng số 41 hộ, địa hình có độ dốc lớn, đã xuất hiện vết nứt diễn tiến trong nhiều năm.
Những ngày qua, mưa lớn kéo dài, xảy ra hiện tượng sụt lún, các vết nứt ngày càng phát triển thêm, có nguy cơ gây ra sạt lở ở cả khu vực. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, huyện Đồng Văn đã vận động và hỗ trợ các hộ dân di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện tại thì chúng tôi đã bố trí dùng bằng phản chăn màn để đảm bảo cho bà con đi rời, bảo vào chỗ ăn, chỗ nghỉ cho bà con. Đồng thời đấy nữa là chúng tôi đang lên phương án để di rời tài sản của bà con đến nơi an toàn, đã báo cáo đề xuất lên cấp trên để hỗ trợ kịp thời đối với những hộ mà có nguy cơ sạt lở cao. Cùng với việc di dời khẩn cấp các hộ tại thôn Tiên Hương, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát đánh giá khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân cảnh giác, di dời ra khỏi vùng nguy hiểm. Cũng trong ngày 25 tháng 8, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, do mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 24 đến sáng ngày 25 tháng 8, trên địa bàn huyện đã xảy ra lũ lớn khiến 3 người thương vong và thiệt hại nhiều về tài sản, hoa màu, các công trình phúc lợi, đường giao thông tại các địa phương. Tại thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, mưa lớn kéo dài thời gian qua đã hình thành các điểm sạt lở ở núi Bù Hút thuộc tổ dân phố Bà Khà, uy hiếp sự an toàn của 10 hộ dân sống dưới chân núi. Chính quyền địa phương cần khẩn trương hỗ trợ các hộ dân này di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hai tháng qua, gia đình bà Quang Thị Tiết và các hộ xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ khi nhắc lại vụ sạt lở xảy ra vào rạng sáng ngày 22 tháng 6. Đất, đá cùng với nước lũ trên núi sạt xuống vùi lấp chuồng gà, vịt, cuốn trôi đồ đạc, xe cộ và cả lúa ngô trong nhà. Rất may là không có ai bị thương. Hiện các khối đất đá vẫn đang tiếp tục trượt, sạt, đe dọa tính mạng và tài sản của 10 hộ dân nơi đây. Ui dồi, sợ lắm, đến lúc đấy là dậy ra thì không biết thế nào à, nhưng mà con trai nó tưởng là nước ngập ở dưới kia, ngập ở suối lên, không biết là nước ở trên xuống đâu. Bà rất mong muốn là được sớm có chỗ đi dời ở mới thì không đêm không lo, trời mưa cũng không lo. Cách nhà bà Tiết khoảng 100 mét, gia đình ông Nguyễn Văn Thật cũng đang phải sống trong tâm trạng bất an, lo lắng và sợ hãi, luôn luôn thường trực. Ông Thật cho biết cán bộ huyện, thị trấn đã họp dân và có phương án di dời các hộ đến nơi ở mới an toàn hơn, nhưng không biết đến khi nào mới được di dời. Hôm đấy là nhà ở gần đây thì cũng không ngủ được đâu. Thì cũng thường trực trong đấy, đèn cũng không dám soi. Xem xét thì em mầm cả đêm. Đấy, cũng sợ lắm, không ra ngoài cũng không dám soi đèn. Các cấp ở trong tổ dân phố với lại thị trấn các trong huyện cũng có ý kiến rồi, đề cập rồi. Hôm nọ cũng được ra họp bàn với các hộ ở trong chân núi đây thì cũng bảo có chỗ để di dời rồi, nhưng mà chẳng biết đến bao giờ ấy. Trước đó, vào ngày 12 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Bình đã có quyết định xây dựng khu tái định cư tập trung để di chuyển các hộ gia đình nằm trong vùng thiên tai lũ quét, sạt lở đất đến nơi ở an toàn. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Tuy nhiên, trong thời gian xây dựng khu tái định cư, các hộ dân vẫn phải sống trong cảnh bất an, lo lắng. Mỗi khi trời mưa, phải đi ở nhờ nhà người thân để đảm bảo an toàn. Ngày 25 tháng 8, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình cho biết các điểm sạt lở trên dốc Cun thuộc quốc lộ 6 đã được cơ bản xử lý. Các phương tiện giao thông có thể lưu thông trở lại. Các lực lượng chức năng đã cơ bản khai thông, đảm bảo cho xe cộ lưu thông trên tuyến. Tuy nhiên, các phương tiện phải di chuyển chậm để đảm bảo an toàn. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình chỉ đạo đơn vị thi công dự án, rà soát, xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ trên tuyến dốc Cun. Trước đó, ở thành phố Hòa Bình xảy ra mưa lớn, tuyến đường qua dốc Cun bị sạt lở nghiêm trọng gây ùn tắc giao thông trên toàn tuyến, kéo dài khoảng 4 km trong nhiều giờ. Cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình cảnh báo trong những ngày tới khu vực này tiếp tục có mưa, vì vậy các phương tiện qua đoạn đường này lưu thông chậm để đảm bảo an toàn, phòng tránh nguy cơ sạt lở đất đá có thể xảy ra. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt.